Thằng số 1 ấy chơi hay á ba. Ông cứu anh cái chơi mày. Để lấy loại nó ai chơi chung. Đúng mấy đứa. Ờ. Mình chơi hay gì đó, không cứu ai chưa. Đúng rồi. Vậy mình chơi hay cái trận. Này là phải kêu Rana. Xó nó ra khỏi Rana Visa luôn. Không cho nó chơi nữa. Nếu bạn có nhu cầu mặc Free Fire, thử vàng mai, chất lượng, uy tín, giá rẻ, hãy đến với shopgoodkit.vn. Đường link thì cứ để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, lại là Kid đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip để mình test qua cái OB20 nha mọi người. Thì đã 3 ngày rồi, thì có rất là nhiều điều để mình test luôn. Ngoài cái map đảo sa mạc nè, thì mình có thêm là cái chỉ số của khẩu XM8 và khẩu AN94 nữa, được tăng chỉ số khá là mạnh. Thì mình không biết là thực tế nó bắn như thế nào, nhưng mà mình có nghe nói là nó tăng chỉ số lên rất là ngon luôn mọi người. Thì, quên nữa, cái app mà chuyển hiệu ứng máu đỏ đầu lâu đó là cái app mà nãy mình vừa mới mở ra lên đó mọi người. Thì nếu mà bạn nào mà đang xài cái app đó mà bị cái ping cao nha, thì khi mà các bạn vào game á, các bạn chịu khó là mình tắt cái app đi nha. Tắt đi thì nó sẽ không có bị lag nữa. Thì lúc đó nó sẽ không can thiệp vào cái wifi của mình nữa nha mọi người. Thì cái hiệu ứng máu đỏ đầu lâu á thì vẫn còn giữ nha. AOB trước á, thì cái khẩu XM8 là trong những cái khẩu dễ kéo tâm nhất nha mọi người. Bởi vì cái đường đạn của nó rất là ổn định luôn, mình kéo rất là dễ. Thì sau AOB20 này đó, thì cái chỉ số nó tăng lên khá là nhiều. Nên là mình nghĩ là cái độ chính xác nó tăng khá là nhiều nè. Nên là mình nghĩ là cũng sẽ kéo tâm rất là tốt nha mọi người. Mình có đọc ở trên cái trang cập nhật của Gunnery5 thì nó nói là cái XM8 này đó là tăng được sát thương tăng 3 nè, từ 30 lên 33. Còn cái tốc độ bắn tăng 18% nha mọi người. Nó giảm là băng đạn nè, giảm tầm xa nè, và giảm độ chính xác. Thì khi mà mình kéo tâm á, thường thường là mình giảm cái tầm xa và chính xác á, thì mình nghĩ là nó sẽ không có ngon. Nhưng mà khi mà mình bắn thử vài lần á, thì mình thấy là cái khẩu XM8 này cái đường đạn vẫn còn rất ổn định nha mọi người. Nên là mình kéo tâm cũng được, cũng khá ok đó. Thì ngoài cái khẩu XM8 đó các bạn, thì mình cũng có luôn cái khẩu là AN94. Cái khẩu này cũng được tăng chỉ số nha. Mình được giảm 2 lần giật nè. Độ giật á, bị giảm đi 2 lần. Còn cái tốc độ bắn á, cũng tăng lên 11% luôn nè. Nhưng mà sát thương bị giảm và cái tầm xa cũng được tăng lên nữa nè. Thì không biết là thực tế thì mình bắn như thế nào thì khẩu đó mình chưa có test nè. Không biết là bạn nào test rồi á, thì cho Kid và mọi người cùng biết nha. Mà Kid phải công nhận là cái OB20 này á, Ghana đầu tư rất là nhiều nha mọi người. Đầu tư thêm cái đảo quân sự, cái đảo sa mạc mới nè. Rồi mình có thêm là những cái phụ kiện mới nữa, như là băng đạn đôi nè. Rồi súng tường băng, rồi ống cứu thương mà đang chạy mà mình vừa bơm máu được đó mọi người. Ngoài ra thì mình có thêm được cái đảo mà tập luyện á, đảo huấn luyện á. Thì cái đảo đó mình cũng chưa có test nữa. Nên là chắc ít bữa mình cũng sẽ test thử để mình trải nghiệm cho mọi người xem nha. Còn cái đảo sa mạc thì không biết là các bạn đã test qua chưa nè. Mình thì chưa có tham gia cái đảo sa mạc lần nào cả. Bên đây còn hai thằng này các bạn ơi. Đấy, tốc độ bắn của khẩu này khá là nhanh nha mọi người. Thì Kid có nghe nhiều bạn nói là cái khẩu này nó nhanh hơn cả Ska, nhưng mà Kid test thì Kid thấy là nó vẫn chưa nhanh hơn Ska đâu các bạn ơi. Nó vẫn còn chậm hơn Ska một chút xíu nha. Nhưng mà về khi mà mình trang bị thêm cái skin súng là XM8 quái thú á, là tăng thêm cái tốc độ bắn á, thì không biết là lúc đó nó nhanh cỡ nào nè. Nhưng mà nếu mà không có skin á, thì mình đã test qua thử rồi thì cái khẩu này nó không có nhanh hơn Ska đâu các bạn ơi. Bắn khá là ngon đó các bạn ơi. Các bạn thấy đường đạn rất là ổn định đấy. Mình kéo tâm rất là phê luôn. Có nhiều bạn bảo là mình đổi cái intro với lại cái banner của kênh đi, bởi vì cái tên của mình đổi thành Mr. Kid TV rồi, bây giờ mình tại sao mình còn để lại là Happy Kid á mọi người. Thì cái đó là do cái máy mình á, laptop mình á, thì mỗi lần mà muốn edit, muốn sửa lại thì mình phải mở laptop lên. Và cái laptop mình nó chạy phần mềm rất là chậm luôn. Nên là khi mà mình edit cái đó thì chắc là phải mất cả ngày đó các bạn ơi. Thì sẽ không có thời gian để làm video cho các bạn xem á. Nên là Kid sẽ ưu tiên cái việc làm video trước nha. Còn cái đó thì mình chỉnh sau nha mọi người. Đấy thì mình trong cái chế độ này thì mình chỉ cầm XM8 để test thôi nha mọi người. Mình sẽ không cầm shotgun hay là M70 nha.
Cái khẩu XM8 này lúc đầu mình nghe nói là giảm cái chính xác nè, với lại cái tầm xa thì mình nghĩ là chắc là sẽ không có ngon đâu. Nói chung là bù trừ qua lại đó mọi người. Thì tăng tốc độ bắn mà giảm chính xác với lại tầm xa thì kiểu như nó cũng bù trừ qua lại rồi. Nên là mình nghĩ nó không có ngon, nhưng mà mình bắn nó vẫn còn quá là ok luôn đó mọi người. Tốc độ bắn rất là nhanh đúng không? Rồi cái bạn này chậm quá rồi. Bạn này mà nhanh một tí là giết được mình rồi. Đồng đội mình công lên hết rồi kìa. Bây giờ mình cầm súng này là chỉ bắn được ở ngoài thôi mọi người ơi. Không công lên được, công lên là mình bị chết liền. Mấy bạn ở trên kia là bây giờ cầm shotgun với tiểu liên nè. Nên là bây giờ mình công lên không có được bạn ơi. Ít nhất là phải mình phải có một cái cây shotgun hoặc là một cây tiểu liên thì mình mới công lên được. Đằng này mình cầm cái XM8 này là phải thủ từ xa các bạn à. Chắc phải chờ các bạn kia xuống thì mới bắn được quá. Thằng số 1 ấy chơi hay á ba. Ông cứu anh đi chơi mày. What the hell? Nói gì vậy? Để lấy loại nhá, ai chơi chung. What the hell? Đúng mày đó. Phải các bạn. Nó chơi hay gì đó, không cứu ai chơi. Vậy mình chơi hay gì đó. Không thể tin được luôn kìa, đồng đội chứ luôn kìa. Mày kêu ra anh đi nát. Xó nó ra khỏi. Ra nè, phi xa luôn. Đấy, thiệt là hôm nay là ngày đầu tiên mình cái trận này là mình đang bắn ở Việt Nam nha mọi người. Tố cáo đi. Bây giờ mình đã ra mình chơi trận khác rồi mọi người ơi. Hồi nãy giờ cái bạn kia chửi mình tay tua luôn, thành ra mình không có chơi được nữa, mình đã thoát rồi. Thì trong cái tình huống hồi nãy đó thì do cái bạn đó công ngẫu quá, với lại mình không có sọc ganh á, với lại tiểu liên á, thì mình không thể nào mình công lên mình cứu các bạn được. Thành ra là khi mà các bạn công lên đó nha, thì thường là các bạn phải đọc được tình huống và các bạn xử lý được á thì mình mới công lên được nha mọi người. Cái đó thì mình chỉ có cái khẩu XM8 thì mình chỉ bắn từ xa thôi. Nếu mà mình có được sọc ganh hay là 1887 á thì mình công lên mình cứu được. Các bạn dùng cái khẩu súng lục G18 này nè, mình kéo tâm cũng đã lắm luôn nha. Bên kia còn một thằng nữa kìa. Rồi xong. Rất là dễ đúng không người. Thì trong trận đầu tiên mình sẽ cố gắng lấy top 1 để mình có được cái tiền mình mua đủ cái khẩu XM8 nè. Theo mình cảm nhận thì OB20 này cái khẩu SK vẫn là khẩu có tốc độ bắn nhanh nhất nha mọi người. Cái khẩu XM8 này mình cảm nhận là vẫn còn chậm hơn cái SK một chút nha. Thì cái skin XM8 quái thú thì mình chưa test thử nên là mình không có biết là nó nhanh như thế nào. Nhưng mà xét về không skin thì mình nghĩ là vẫn còn chậm hơn cái SK nha mọi người. Team kia bị FK 2 người rồi kìa bạn. Tự nhiên chạy ra mà bo chết luôn kìa hai bạn. Như là còn một người thôi. Ui, bị lắc rồi các bạn ơi, ấn bông keo không ra luôn kìa. Phải thật. Khi mà các bạn ấn bông keo mà nó không ra là trường hợp đó là do cái biên mình nó cao quá nha mọi người. Không biết là các bạn thấy OB20 này thế nào nhưng mà mình cảm thấy là rất thích OB20 này luôn. Thấy rất là nhiều những cái cập nhật mới mà rất là hay nữa. Thì qua mỗi bài OB thì nó sẽ có những cái mới mẻ nên cho mình chơi nó đỡ chán nha mọi người. Thấy tốc độ bắn rất là nhanh nha mọi người. Rất là nhanh, cái khẩu này nó đầm hơn cái khẩu SK nha mọi người. Nó không có bị giật như là SK, SK bắn nhanh nhưng mà cái tốc độ bắn của nó gây cái độ giật cho súng rất là nhiều. Còn cái khẩu này đường đạn nó ổn định luôn nè. Phá từng băng cũng ok đúng không? Thì lâu rồi Kid mới được chơi Việt Nam của mình đó các bạn ơi.
Do là hôm qua cái server của Indo nó lắc quá, qua giờ luôn, lắc quá mình không chơi được á. Nên là mình đã về Việt Nam để mình test thử cái cây XM8 này. Đây kéo rất là dễ vào đầu các bạn ơi. Đường đạn rất ổn định nên là các bạn bắn rất là dễ vào đầu luôn. Ok, thì nói chung là video của mình cũng dừng ở đây thôi. Và nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên là giúp đỡ cho mình bằng một like, một comment bên dưới nha. Và nhớ là bật chuông thông báo lên nha mọi người. Bye bye tất cả mọi người nha.